xin lỗi. Hóa ra là người yêu cũ à? Bao năm không gặp, giờ trông vẫn bách cô nhách thế. Chào em. Bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi tầm mắt của tôi. Em à, thật ra bây giờ anh cũng có công ty riêng rồi. Thế á? Công ty gì? Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình ta. Thế dạo này ông anh sống ở đâu? 16 độ Vĩ Bắc, 17 độ Kinh Đông. Thôi, tránh đường cho tôi đi. Anh sẽ tránh đường khi... Khi nào? Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân. Cái là gì thốn? Có chuyện gì vậy em yêu? Thằng nào đây? Chào bạn, mình là người yêu cũ của... Biết bố mày là ai không? Tao là đại gia phố núi. Thì cúi xuống chào ta. À, thằng ôn này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mày nói thêm một câu nữa, tao đá sãi cơ biện mày. Đúng là cái bọn đang nghèo. Còn hèn. Sống ở đời, đừng bao giờ coi thường người khác. Nếu không, tao đấm vỡ cái lồng ngực. Chủ tịch, chúng ta đi nhặt rác tiếp thôi. Với cả linh hồn.